Vừa qua, một bà mẹ sống tại Mỹ đã khiến mạng xã hội nước này choáng váng khi hạ sinh hai em bé sinh đôi nhưng lại khác màu da. Cô Lyada Harris, 29 tuổi, là người Mỹ gốc Phi, cùng người chồng 35 tuổi là Lambert Green, đã vô cùng ngạc nhiên ngay khoảnh khắc khi đón hai đứa con sinh đôi đầu lòng của mình, là bé Makai và Elian. Như chúng ta có thể thấy thì Makai có làn da sẫm màu hơn, mái tóc đen xoăn và đôi mắt đen, trong khi Elian thì lại có mái tóc vàng hoe, làn da sáng hơn và đôi mắt xanh như một người da trắng điển hình. Ngay lập tức, rất nhiều người đã comment và hỏi thẳng thắn rằng liệu có phải hai đứa bé này là cùng một bố đẻ hay không? Nhiều người hỏi thế lắm, thậm chí là trong nhà tôi, mọi người cũng còn đùa thế cơ mà. Nhưng không sao, tôi xin khẳng định đây là hai con đẻ của anh là Lambert Green, chồng tôi nhé, Lyada cho biết. Makai và Elian là cặp song sinh lưỡng tính, có nghĩa là mặc dù chung một tử cung, nhưng cả hai đều có túi ối và nhau thai của riêng mình.